Cái miệng này là cái miệng làm gái là đúng rồi. Làm gái à. Chị làm con gái. Làm con gái. Chị đâu làm gái ghê. Ghê quá. Mẹ nói con làm gái đó. Nữa lát nữa đây khán giả nó hốt con hết. Nó hốt con hết vậy. Em tên là Duy. Hiện tại 25 tuổi. Nguyễn Quốc Duy. Cô là tên họ tên là Nguyễn Thị Huệ. Dạ. Năm nay tuổi thật á thì là 70. Cô làm nội trợ. Nội trợ. Ừ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của cô đó, cô cảm giác thế nào khi mà hàng trai giới thiệu đây là con dâu? Thì thật ra là trước đây cô cũng cho thuê nhà, thì thuê gần đó đó, rồi thấy đi tới lui thì cũng gặp cũng biết đó, rồi thấy cũng dễ thương, nói chuyện cũng hiền thật thà, cho nên mới mến, rồi nói thôi bây giờ là con làm con nuôi của mẹ đi. Sau đó mới dắt về nhà, lần đầu tiên dắt nhà thì gặp thằng con trai từ trong nhà, trong phòng đi ra, nhà dài ở trong đi ra thì thấy quá đẹp trai, dắt xe đi á, đẹp trai quá cái đó. Vợ đầu không bữa nay mẹ nói thiệt, sorry con đây mẹ nói thiệt, nói thiệt. Tức là chắc cô này đá lòng nghèo với anh kia. Con trai cô. Trời, anh kia sau đó mới thấy vậy đó, thấy chắc cũng mến, rồi cái hai người tự nhiên không biết hào hẹn sao đó, cái tò tí sau hai người hốt luôn. Đó, cho đàn có tay đi, hốt luôn. Một tháng sau mới biết. Tại vì quen là đầu tiên là cái nhận là con trai không à, là con nuôi không à. Dạ. Nó nghĩ con trai thôi, tại vì mẹ nó đã mất rồi, cho nên nó gặp mình, nó con gặp mẹ thấy mẹ dễ gần, cho nên con muốn nhận làm con nuôi. Mẹ cái gì mẹ cũng thương con, chỉ dẫn cho con, cho nên là kêu bằng thằng. Thì đầu tiên kêu bằng thằng thì thôi con về đây ở sống với mẹ, thì mai mốt mẹ sẽ cưới vợ cho con. Cái đầu tiên thì làm thinh không nói gì hết, cuối cùng sao dần sao nói ôi con không chịu đâu. Ủa sao kỳ vậy, sao không chịu, sao cưới vợ là sao đó. Rồi bắt đầu cái anh chàng mới nói con chịu con trai mẹ, từ từ mới xì ra nói con làm dâu mẹ được không. Ôi giời ơi sao kỳ vậy đó. Rồi cái đầu nó nói gì đâu mẹ, gì đâu kỳ mẹ, thế thôi con nấu cơm cho mẹ ăn thử là được không. Bắt nồi cơm lên xong cái ghim điện, tới chừng mà khi mà ăn cơm á thì lại không có cơm ăn. Vợ là nó khô rang mà nó gạo không à, mà nó khét nghẹt không có cơm. Đó là hai mẹ con cứ cười, rồi nó nói con xin lỗi mẹ. Lỗi gì mà lỗi. Anh hiện tại là đã có về chung sống với mẹ chưa hay là chị? Không, vẫn ở riêng với chồng. À vậy hả. Nhưng mà anh nhận mẹ là bao nhiêu năm rồi? Dạ anh từ đây chắc khoảng 3 năm. Còn nhận cái vai trò là con dâu là bao nhiêu năm? Vậy là cũng trong cái dòng cái đó luôn chị. À trong cũng từ cái lúc khoảng chừng tháng à là hay tin rồi. Là vô gặp mẹ là rồi xong rồi mẹ dẫn mà về nhà. Nói chung mà về nhà mẹ cũng khó lắm, khó gặp lắm. Anh có thể kể cho mọi người biết là cái ngày đầu tiên anh vô bước vô nhà rồi anh tia cái anh chàng ấy làm sao? Tia nó từ từ chưa. Tới nhà mẹ rồi xong rồi hai mẹ con đi ăn cơm, ăn cơm rồi một hồi rồi cái anh con trai mẹ ra thì nói mẹ này ai, thì mẹ nói là Út, thì nói ồ trời dễ thương quá mẹ ha. Thôi cũng trong đầu cũng chưa nghĩ tới cái cảm giác đó. Nhưng không, con nói gì nè, đẹp trai quá mẹ ơi. Rõ ràng. Thôi cái dạ nhưng mà nhìn thấy rõ. Nhưng mà lên đây không dám nói chứ nhìn thấy rõ ràng luôn. Trời ơi, bà mẹ tuyệt vời luôn đó. Sao cô là ảnh làm sao? Ảnh làm sao? Nhìn nè, thấy là con trai mẹ đẹp trai. Có mẹ ơi, con đâu nháy gì đâu. Chứ nháy một cái thôi. Anh nháy sao? Nháy sao? Khoảng 2-3 tháng thì nói chung đi chơi thấy hợp ru, nói chuyện này kia, thì lúc đó em cũng tính tỏ tình mà ai ngờ con trai mẹ bỏ tình chứa. Dạ. Bỏ tình chứa rồi vậy, em nói vậy. Lúc đó em cũng mặt em ngu đơ như cái cơ vậy. Chưa có gì hết. Rồi nghĩ giờ em và anh thích nhau rồi, giờ mẹ của anh sao, trong khi em là vai trò là con nuôi mẹ nữa. Thì lúc đó thôi anh lớn, anh con của mẹ, con ruột thì nói chuyện đi, thì nói thôi ngại lắm với lại sợ mẹ, nói chung có gia giáo lắm. Trời giống như ăn tươi nuốt sống. Mẹ giữ ý nói mẹ giữ. Mẹ giữ thôi, mẹ giữ. Nhưng mà với con á thì thật ra thì thấy vậy chứ không có giữ, không có giữ. Nhưng mà sau đó thì ai quyết định sẽ nói trước? Em nói. Em nói nhỏ nói là ví dụ con không thích gái, giờ con thích con trai mẹ được không? Quay qua nói cái gì ạ? Chủ gì đây? Nói không có, ví dụ. Ví dụ. Chừng nào mới thiệt? có lẫn thiệt lẫn trong đó luôn. Giờ chơi giờ thiệt à, đó à. Giờ con thấy cũng quen cũng lâu rồi, mẹ có cho con chấp nhận quen ảnh không? Thì nó mẹ cũng đang suy nghĩ này kia. Suy nghĩ nhưng nhìn tướng là biết rồi, là hốt rồi. Trời con già chứ. Trời hốt lẹ biết quá, hốt luôn. Hai đứa nó xù xì là biết rồi. Nhìn qua ánh mắt là biết rồi chứ. Xù xì chứ có hốt mà. Không hốt mà mướn nhà trọ ở riêng. Ở chợ đó, thấy không? Cái chỗ đó thì trời ơi già chứ vậy lắm rồi. Trời ơi, sao qua mắt được? Sao mắt được? Đúng rồi, chưa có hốt thôi là nhà trọ riêng làm gì cô ha? Thằng trai nó đi ra nó mặc đồ rất là xinh, rất là đẹp trai ra. Nè con trai mày đẹp trai quá. Hết hồn mình nghĩ, ủa sao nói vậy? Mà con mắt này là mình nhìn kỹ ngay từ đầu là đã biết đoán rồi. Là cái thằng này chắc không phải là thằng mà là cái con. Nhưng mình cũng thật, nhưng mà mình thời gian mình cũng suy nghĩ nha, cũng để ý. Cũng nhắn tin qua lại, con ơi đâu con chụp hình với lại con gái coi con có cảm giác gì hay không à. Nhưng mà thật ra nó chụp hình nắm tay, nó cũng để vai, nhưng mà thật ra nó nói con không có cảm giác gì hết. Rồi vậy là biết rồi. Con muốn hỏi cô là cái ngày đầu tiên cô xác định biết hai đứa này yêu nhau rồi, anh này yêu con trai cô rồi, thì cô trong người cô thấy thế nào? Thì cô cũng chấp nhận luôn. Tại vì cô cũng coi là cũng có mấy cặp là cô thấy cặp đám cưới ngoài với cặp cũng lên chương trình, thì biết là chấp nhận rồi. Em ơi, nhưng mà anh hỏi nè, tại sao khi về nhà mẹ rồi lại em xác định em là dâu chứ không phải là xác định là chồng? Cũng quen một thời gian rồi mới cũng phải xác định chứ, rồi em mới nói mẹ hẳn là chắc con làm dâu mẹ quá, không làm. Nhưng cái đó là sự phân công giữa con trai của mẹ hay là với em, hay là em tự nói vậy? Em tự nói vậy. Tức là vậy nè, anh không hiểu là cái câu chuyện giữa hai người đàn ông với nhau á là ai, tại sao lại phải là con dâu? Ai là dâu? Em là dâu. Nhưng mà tại sao xác định em phải là dâu mà không phải là chồng? Tại chồng em đi làm suốt ngày rồi, chỉ có em ở nhà thôi. Mà em phần kia là em sẽ nấu cơm, lau nhà này kia luôn. À, tức là tất nhiên là cái tánh con nữ đó, cái tánh con gái mà nó không nói ra, không chịu nói thiệt. Cái miệng này là tốt nữ hơi của người vẫn hung sát đàn ông. Nhưng mà cái miệng này bảo đảm luôn á. Thấy ra mấy cái chú trai kia cũng gặp cứ nháy hoài à. Tôi có chồng rồi mà còn nháy rồi, đang nói bữa nay lên chương trình nói luôn nè. Mẹ nó thấy còn khô mỏ cãi không hại mẹ. Thiệt luôn. Không, nói đúng nó nghe nó thiệt chứ Trung Linh là tôi đã lớn tuổi rồi và tôi nhìn qua tôi biết cái miệng này là cái miệng làm gái là đúng rồi, làm gái. Chị làm con gái, làm con gái chứ đâu làm gái ghê. Ghê quá. Mẹ nói con làm gái đó, lát nữa đây khán giả nó hốt con hết, vậy. Không, cái này là thật sự là cố tình nói làm gái. Tại vì nhà cũng hay nhắn tin qua lại nữa. Con chắc con đi làm gái quá. Bởi vì là nó nói chuyện mẹ ơi, thân mẹ ơi, cứ mỗi ngày cứ nhắn tin mẹ ơi, mẹ ăn chưa mẹ? Mẹ ăn con chưa mẹ? Ủa cái gì ăn con? Đó. Ăn cơm. Ăn cơm mà nó nói ăn con chưa mẹ? Hoặc là nhiều khi mẹ hiếu rồi mẹ. Dạ con ăn mẹ rồi. À đúng rồi, đúng rồi. Con ăn mẹ rồi. Nó cứ nói hàng ngày, cứ nói nhiêu với hai mẹ con thân, rất là thân. Hay nha. Nói chung hai mẹ con rất là vui. Có lẽ là quen nhau từ lúc trước ha. Tức là mẹ con nuôi ra là hợp với nhau. Cái gì cũng hợp, kể cả son phấn kem, mẹ xài cái gì là thích đòi là quất cái nấy. Cho nên đó là phân biệt rõ ràng là con gái chứ không phải là con trai. Vậy thằng con trai thì thằng con trai là phải rồi, tại nó nam tính, còn này nó nữ tính. Xài son phấn của mẹ luôn hả? Mẹ luôn. Nói con ơi mẹ mới mà đặt mỹ phẩm. Mẹ ơi mẹ có mua cho con hũ nào không mẹ? Mua loại nào không mẹ? Cái cô nói chứ bây giờ mẹ có mua loại lột, nhưng mà nó lột hết luôn. Lột cả người, lột từ trên chứ lột hết luôn. Nó nói ôi giời ơi, sao mẹ kỳ vậy mẹ? Sao mẹ kỳ vậy mẹ? Nói chung là em xài toàn bộ mỹ phẩm của mẹ. Không, mẹ mua riêng cho em. Nói nghe nè, mai mốt em mượn đồ mẹ em mặc luôn đi, hợp lắm á. Trời ơi, của mẹ em có một phút. Có nói rồi, có mượn đồ rồi. Nhưng mà hôm nay nó lên nó sỉ nhục mẹ chồng ha. Là nói mẹ con khúc, chứ thật ra nhà nó mượn rồi. Nếu mà con mặc áo của mẹ thì con tốt hơn con đừng có mặc quần. Ok. Đúng rồi, đó. Lấy con khúc, nhưng mà lấy đồ của cô mặc chưa? Chưa. Có ngang cho 30 cái đầm, cho 30 cái đầm xạo. 30 cái đầm. Chưa. 30 cái đầm mang về ngay từ đầu tiên. Nhớ đi. Chưa có 30 cái. chưa mặc là chuyện của con à, mẹ không biết con mặc đi đâu mẹ không biết à, nhưng là con thích đồ đầm mẹ cho đồ đầm, cho váy nè, cây sườn xám sẽ có luôn rồi kể cả có áo vest luôn nữa có luôn. Trời tại mà mẹ dễ thương quá. Trời tại... mua sườn xám cho nó luôn á, sườn xám luôn có sườn xám luôn, nhưng mà lớn trời quá mình đó mình không biết cái ni nó sao, mặc vô nó chặt ngất cứ ngất có 30 cái điếm luôn, mẹ điếm của nó 30 cái sách 30 cái hả? Ừ. Gì đâu có vừa đâu, gì đó đâu có vừa là chuyện của con mẹ đâu có biết. Nó về nó báo lại nó nói mẹ ơi mẹ cho con 30 cái đầm mà con mặc không có vừa. Ủa sao con lớn cao dữ con? Nó nói nó con 1m8 nó đó, thành thứ ra là coi như có cho 30 cái rõ ràng sườn nó xẻ luôn không vừa. Không vừa luôn rồi. Rồi hai mẹ con mình có hợp nhau gì nữa anh? Cái miệng cứ tát hoài, bị chửi tát hoài chửi hoài làm gái quỷ ngựa này kia đó. Trời đâu có chửi hả? Không có chửi bằng miệng ngoài mà chửi nhắn tin nơi cần đi ngựa hả? Ừ, tại vì nó nói mình nhiều câu như là không nhớ hết là cái từ nó nói gì, nhưng mà thật ra giống con gái của mình vậy đó, rồi em mình chửi còn sao khi có khi để con đuổi dâu trời ơi xúc phạm quá. Tại đây nó sợ nó ngại chứ còn thật ra là trong cái điện thoại là một cái điện thoại đặc biệt riêng, là hai mẹ con nói rất là nhiều à, những cái từ đó mà xem lại rất là nhiều, coi nhiều cái vui lắm. Không mà phải nói hai mẹ con này quá hợp nhau mà. Nhưng mà xét cho cùng thì có những điều gì mà chưa hợp nhau không? À, có một cái chưa hợp nhau tất nhiên là hôm nọ cái mình cũng thấy vắng vắng đấy, thì nó lâu lâu nó không điện cho mình mắc bán lu bu á, cái đầu cái nó không điện cái mình điện đấy mẹ ơi con mắc bán hàng, cái bữa đó nó mẹ ơi con buồn ngủ rồi ngủ đi rồi bắt đầu là không hợp đó, cho nên bây giờ mới nói là giận ở chỗ đó, giận chỉ có nhiêu thôi, có chứ nhỏ thôi, cứ ngày nào mẹ con kể cả bằng đêm 1-2 giờ khuya cũng phải nhắn tin. Trời ơi, vậy là còn thân hơn là con trai mình luôn. Thân hơn con trai ít nói chuyện lắm. Vậy là hợp nhau, vậy mà vắng nhau chừng buổi chắc nhớ lắm hả? Thì đó, vắng nhau buổi nhớ, đúng luôn, nhớ luôn. Hỏi con có khỏe không, con có mệt không, con có bệnh không, rồi nó cũng nhắn đi nó qua nó lại đi. Mẹ ơi mẹ ráng giữ gìn sức khỏe, mẹ lớn rồi, lớn tuổi rồi, mẹ đừng có làm lụng nhiều. Trời, cái cặp song ca này hay quá nhờ. Cặp này hát song ca được à? Rồi nói cái hát mới nhớ nữa. Nữa hả? Dạy hát. Lần đầu tiên kêu dạy hát nữa, nhận con nuôi dạy hát. Nói mẹ ơi mẹ hát hay quá, mẹ dạy cho con đi. Ok, dạy luôn. Nhưng mà trước khi dạy con thử cái giọng cho mẹ biết đi. À, coi giọng sao? Trời cất lên cái Iran như con gái luôn. Sao dạy được? Tao thử cái bài nào đâu. Cô hát thử rồi tới con dâu hát này. Thử Cậy nó hát đi cô nào, bài nào? Cô hát cái bài sáng tác của cô. Rồi bài khác cũng được. Cô sáng tác luôn hả? Sáng tác luôn. Nhưng mà nó thuộc, con dâu thuộc không? Không có thuộc, nó hát bài nhạc của nó nhưng mà nó giống kêu tôi kêu nó bằng bê thui hay gì đó. Nói chung là hai mẹ con không có chung hệ thống. Không chung hệ thống cho nên mình cứ nói nó vậy đó. Từ lạ như bê thui. Rồi cái 3D rồi cái gì trời lát nữa 4-5D nữa mà mày hỏi nữa. Như là mấy cái từ trên này ta dùng gì đó là nhớ dùng hết luôn, cũng chửi nó vậy đó. Rồi cô hát cái bài nào cô thử coi. 2, 3. Tuổi của tôi năm nay cũng chưa gọi là già đến đôi, chỉ mới 70 cái xương xanh mà tóc chưa có ai màu. Tuổi của tôi năm nay cũng chưa gọi là già, tuy tuổi hơi nhiều nhưng mà lòng còn son trẻ. Tôi nghĩ mình như tuổi 13 tôi vẫn phải ca hoài ca mãi, thứ hai tôi vẫn còn ca, về nhà tôi vẫn phải ca đi ca lại đã 100 lần. Hay quá. Rồi con ca sao? Rồi ca thử coi cô dâu. Trời ơi bể dầu sao cái đó. Hát đi con. Hát là biết là bê luôn á. Thôi hát đi con gái của mẹ. Con gái của mẹ. Cho chị á, chị là con gái Vỗ tay cái đấy tinh thần nè. Trời ơi mẹ ơi mẹ làm. Giờ không. Anata no kone ga Kiko en ba ela. Lớn lên mẹ em rõ. Anata no kore ga kikoeru ka shina nami ne dai. Mà hết hơi rồi. Tiếng Nhật, tiếng Nhật không phải là hết hơi mà là biết mẹ cái bài này mẹ không có thuộc mà không rành. Con hát tiếng Việt, nếu tiếng Việt thì nó sẽ là bể ra lòi ra là giọng nữ. Đâu, nãy con nói rồi, con mẹ đâu chung xuồng đâu. Sao con cãi mẹ không? Mẹ xuồng bên kia, con xuồng bên đây rồi, sao con hát được? Trời, nó giống gái ghê luôn á. Ủa là con dâu của mẹ mà sao giống gái được? Con dâu của mẹ mà tiếng giống gái á. Tiếng có nghĩa là giống con gái không phải là con trai, cho nên là nhận ngay từ đầu là nghĩ là làm con dâu là đúng.